Trong thời gian qua, hãng Toyota đã liên tục giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Corolla Cross ở những thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc. Đến nay, Toyota Corolla Cross 2024 tiếp tục ra mắt thị trường nội địa với một số thay đổi đáng chú ý. Phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ B này ở thị trường Nhật Bản không thay đổi về mặt thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Toyota chỉ bổ sung các màu sơn ngoại thất mới cho xe. Cụ thể, xe có tổng cộng 8 màu sắc, bao gồm màu xám Matrix Gray mới. Trong khi đó, nội thất của Toyota Corolla Cross 2024 dành cho thị trường Nhật Bản được nâng cấp về mặt trang bị. Mẫu SUV cỡ B này được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10,5 inch, tích hợp hệ thống định vị và kết nối Wi-Fi trên xe. Ở bản cao cấp, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ dùng bằng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình tinh thể lỏng TFT 12,3 inch. Màn hình này đã được cải tiến để người lái dễ quan sát hơn. Khi mua Toyota Corolla Cross 2024, khách hàng Nhật Bản có thể chọn một trong hai loại động cơ. Đầu tiên là hệ chuyển động hybrid với máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.8 lít như trước, tạo ra công suất đa 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với motor điện mạnh 95 mã lực, 185 Nm và hộp số tự động. Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Cross 2024 có cả hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh E4. Ở bản E4, xe có thêm motor điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 41 mã lực và mô men xoắn cực đại 84 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít mới, thay thế cho máy 1.8 lít cũ. Động cơ này cho công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 202 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Không chỉ thay đổi động cơ, Toyota Corolla Cross 2024 tại thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp về mặt trang bị an toàn. Theo đó, xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động Proactive Driving Assist và hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Hệ thống Proactive Driving Assist có thêm tính năng kiểm soát phanh và đánh lái tự động. Trong khi đó, Pre-Crash Safety có thể phát hiện xe và người đi bộ ở làn đường đối diện lúc quay đầu. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Corolla Cross 2024 có giá dao động từ 2,184 đến 3,459 triệu yên, tương đương 358 đến 567 triệu đồng. Sau các thị trường lớn, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những khu vực khác trên thế giới như Đông Nam Á. Theo tờ Headline Mag của Thái Lan, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ ra mắt thị trường này vào đầu năm sau với động cơ mới. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu xe cũng sẽ sớm trình làng tại Việt Nam.